Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn sản phẩm máy giò vàng Simito, mã hiệu là G2. Sản phẩm này thì với thiết kế cao cấp, rất là nhẹ và độ nhạy rất là chính xác. Máy có thể giò độ sâu từ 1 mét quay lại, có thể là giò được 1,5 mét, nhưng mà thể lớn. Đây là bàn cảm ứng, thân nối, có những lỗ để mình tăng giảm chiều cao phụ thuộc từng người. Đây là cái chốt để kết nối với nhau. Tôi hướng dẫn quý vị lắm. Đầu tiên lắp thì các bạn quay cái chốt này vào phía trong, quay phía trong đó, sau đó bạn lắp xuống, bạn gài cái này xuống vị trí này, và trong bộ nó thì sẽ có một cái chốt đấy, bạn gài xuống, bạn sẽ lắp cái chốt này qua, xuyên qua, và chốt này thì có một đầu cái bu lông để khóa lại bằng nhựa đấy. Bạn chú ý là bạn vừa phải vừa tầm, thì cái này rất là nhẹ, cũng không cần thiết được bạn chặt đó. Điều chỉnh lên xuống, đây là dây, cái dây cáp của nó để cắm với thiết bị đầu ở phía trên với thiết bị cảm ứng ở dưới. Đấy. Sau đây bạn sẽ nắm cái chốt này, cái khung nối, với ở trên bạn nới cái khóa này ra, sau đó bóp móng tay, lấy móng tay bạn bóp vào, ấn xuống từng lớp một, lớp nào cho phù hợp với chiều cao của từng người. Đó. Bạn khóa lại, bạn tới tay, không cần tiếp rồi bạn chặt, bạn tương đối đã được rồi. Sau đó bạn lắp cái bộ chốt ở bên trên, đây hơi cao tôi có thể hạ thấp xuống chút nữa, lắp cho dễ các bạn nhìn thấy. Đó. Phía trên này cũng có một cái chốt khóa, đấy. Bạn cũng lấy cổ ra, cổ bóp của nó ra, sau đó bạn đưa cái chốt này vào, đấy, hai cái nó khớp vào lỗ nhau được. Đó, bạn bấm xuống, nó khớp vào lỗ, và sau đó bạn chặt lại. Tiếp theo thì đấy, bạn có thể thấy là bạn cho tay vào đây. Tiếp theo thì bạn lắp cái cáp này với cái bộ phận đầu máy ở phía trên. Đó, bạn cần phải lắp lại thì mới có thể dò được. Đó, là một bộ lắp. Cố gắng quấn dây xung quanh cho nó gọn lại, giải đều trên khắp khung. Bạn chú ý ở cái rắc cắm này, thì bạn có thể nhìn thấy đây nó có một điểm khuyết đó, điểm khuyết đó chính là cái rãnh để định vị cái đường cắm vào. Bạn cắm vào, sau đó bạn bu lông lại, hay bạn bu lông lại không cần thiết là bạn chặt, tại vì cáp rất là chắc rồi, bạn chỉ tránh trường hợp là rơi thôi. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn là lắp pin của máy này. Bạn thể lắp pin vào, pin chú ý nó có hai đầu dương và âm đấy, thì phía bên này là đầu dương thì có dấu cộng, thì bạn lắp cái quay cái dấu cộng của pin vào đó, xong rồi bạn đóng cái lắp lại. Máy sử dụng cái pin này là pin lithium hoặc là pin thông thường bạn mua có, và một bộ sạc kèm với theo đấy. Bạn có thể bật, khi bật máy lên đấy, các bạn sẽ thấy máy sẽ báo tín hiệu trong này, có những cơ chế điều chỉnh ở trong này, chế độ vòng rồi báo pin, hiển thị độ sâu, hiển thị âm thanh, và những chế độ mà bạn cần dò vàng, dò kim loại, dò nhôm. Nếu các bạn không muốn tiếng ồn thì bạn phải sử dụng tai nghe thì có, bạn phải cắm tai nghe thông thường và jack cắm 5.5. Nếu trong trường hợp bạn không có thì bạn có thể dùng tai phun là jack nhỏ, jack cắm 3.5 ở đây, một trong hai jack tai nghe được. Cái này thì có hai nút này, vừa điều chỉnh điện tắt nguồn điện, nguồn và âm lượng. Pin là pin sạc. Pin. Đây. Pin sạc này. Nhìn như này. Cắm trực tiếp điện lưới. Okay. Đúng rồi.